Mình sinh năm 77, cũng là cái thế hệ mà gắn với các cái biến động của đất nước, gần như là cũng 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 có được nếm trải, thì nó cũng chắc là nó cũng có ảnh hưởng gì đấy cho cái sau này khi mình làm nghệ thuật hay làm sáng tác. Thế còn về gia đình mình hoặc là cái lựa chọn cái nghề nghiệp này, thực ra nó mình nghĩ là nó có thể là mình sống ở trong cái môi trường đấy và mình nghĩ là nó đương nhiên, mọi thứ nó diễn ra nó rất là kiểu như là nó là của mình, bởi vì ngay ngay trong cái từ nhỏ đi cùng bố đi chơi, bạn bè của bố cũng đều là toàn là nghệ sĩ cả, và mình nhìn thấy họ nó khác với những cái người lớn khác cái thời đấy, họ hình như cũng không vội vã như những người khác, họ thế nào nhỉ, họ có cái gì đấy đặc biệt hơn người khác, nhất là cái thời gian ở nhà họ nhiều hơn cho gia đình, cho con cái. Rồi họ có vẻ biết làm điệu hơn người khác một tí, mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn. Ăn chơi hơn. Họ biết chăm chút cho cái góc nhỏ hay là trong cái gia đình bằng những cái thứ bình thường, thì có lẽ đấy là những cái thứ mà làm cho mình mặc nhiên là cái con người, cái công việc đấy nó mình rất thích. Mình cũng mơ ước kiểu được như thế, có thời gian, có không vội vàng gì, trông cũng điệu đàng cạnh thế. Nhưng mà lúc ấy thực ra là mình không hiểu gì cả về 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 cái nghề hoặc là cái người làm nghệ thuật nó vất vả như nào, bởi vì nó bé lắm, không biết gì cả. Thế nhưng mà sau này thì biết là nghệ sĩ thì đúng là nghèo lắm, vất vả lắm, thì nhưng mà lúc ấy mình chót thích rồi thì chắc là nó phải có một cái đánh đổi hoặc là một cái giá nào để lựa chọn cái đời sống theo kiểu như thế. Thế khi vào đại học thì Tông có chọn một cái chuyên ngành gì Thời đấy là khoảng năm 95, Hà Nội cũng như ở Việt Nam cái thời đấy là thông tin không có nhiều và học hoàn toàn theo những cái chương trình xưa, thì mình được học là được học lụa, được học sơn mài, được học sơn dầu, thì lúc đấy cái khái niệm về về vẽ hầu hết là biết thế thôi, biết là học vẽ, và mình chọn cái chuyên khoa sau đấy, sau khi mà học tất cả các cái chuyên khoa xong thì sẽ chọn một cái phù hợp nhất để làm tốt nghiệp, và cái năm cuối sẽ học chuyên về cái đấy, thì mình học sơn dầu. Nó cũng là cái thứ nó phương Tây rồi, nó nhanh tiện, nó dễ hơn, thì mình chọn cái chuyên ngành sơn dầu. Nhưng mà chỉ đến sau khi ra trường, lúc đấy cũng có nói chuyện là cái năm 2000 bắt đầu cái thông tin internet các thứ mới bắt đầu có ở ở mình, thì lúc đấy bắt đầu mới có nhiều thông tin, mới có nhiều các cái biết thêm về phía bên ngoài một cách nó đúng hơn, thì có bắt đầu phải cập nhật về các cái phương tiện ở bên ngoài, thì cuối cùng là như chị biết là cái gì mình làm tốt hơn thì mình sẽ thích, thế cuối cùng là mình vẫn thấy là cái hội họa cũng như là vẽ nó có vẻ nó cũng đi theo mình khá lâu, và nó cũng là cái cách mình có thể truyền đạt được tốt hơn. Thì hồi đó là Tông vẽ các bức tranh về biểu tượng của những cái địa danh như vậy đúng không? Đúng rồi. Xong dần dần thì lại chuyển sang những cái bức tranh về về biểu tình, về tự do. Thì Tông có thể chia sẻ thêm về cái quá trình sáng tác và cái chủ đề những cái như thế nào để mà mình có cái cảm hứng và những cái chủ đề đấy mình lựa chọn như thế nào? Thực chất thì nó cũng không quá phức tạp lắm về cách lựa chọn, hoặc là mình quên mất cái lúc mình đã phải tìm làm sao, nhưng mà
cái thời gian đầu khi mà mới ra trường cũng muốn tìm một cái gì đấy nó của mình, hoặc là nó có thể phát triển được, hoặc là một cái gì để mình có thể khai thác, mình đi lâu được, thì mình cũng chỉ nghĩ một cách nó đơn giản, tức là những cái gì xung quanh mình, những cái gì nó là đời sống của mình sống xung quanh thì mình vẽ lại nó. Thì cũng bắt đầu từ những cái thứ được học qua lịch sử mỹ thuật rồi các thứ, thì mình thấy là cái mà mình tiếp cận với cả các cái kiến trúc, hay là cái thời đấy là vẽ nhiều về kiến trúc, về các cái gương mặt, về các cái chân dung, thì mình và một số những cái về những cái thứ cơ khí cơ giới, hoặc là những cái thứ thành điệu, hoặc là những cái thứ gọi là vũ khí đấy, thì mình chỉ nhìn là nó có ở xung quanh cái đời sống ở Hà Nội hoặc là của Việt Nam, nó là những cái thứ tiêu biểu, mình vẽ lại những cái thứ mình nhìn thấy và mình có cảm xúc với những cái thứ đấy. Thế còn cái giai đoạn thứ hai sau này, tức là sau đấy cũng phải khoảng 10 năm, tức là mình ra trường năm 2000, thì đến năm 2003 thì thực ra bắt đầu định hình, hoặc là mới tìm được cái vẽ như chị nhìn thấy là các cái này, cũng phải đến năm 2014 bắt đầu mới cho ra được, chuẩn bị để cho ra được cái triển lãm mà đầu tiên là cái triển lãm Lam ở Manji. Nó cũng là một cái đánh dấu, là một cái sự thay đổi tiếp theo, hoặc là một cái cách khác so với cái trước đây. Thì Tông có thu chọn được những cái hình ảnh lịch sử, sau đó mình lại trừu tượng hóa đi. Đúng rồi. Rồi mình làm mờ nó đi. Đúng. Thì mình tạo ra những cái lớp trên cái bức tranh. Thì Tông có thể chia sẻ thêm là cái nguồn hình ảnh đấy thì Tông sưu tầm như thế nào, và khi mình làm như vậy thì mình có những cái cảm hứng gì, và mình muốn truyền tải cái ý nghĩa cái gì tới cho người xem. Tức là nó cũng bắt đầu từ cái việc cái nhu cầu mình phải thay đổi cái thói quen của mình, thay đổi cái thẩm mỹ, hoặc là cái mình làm, cái cách mình làm việc. Thì cũng có một cái thứ nó cũng gây ấn tượng với mình, nó cũng mình xem được một cái bộ phim tài liệu về cái cuộc đàm phán Paris, Hiệp định Paris. Nó là giữa của ông Lê Đức Thọ và ông ngoại trưởng ngoại giao Kissinger. Thì thực ra cho đến lúc mình được xem bộ phim đấy thì mình hoàn toàn mới có một cái biết thêm về các cái thông tin mà trước đây thực ra có thể là mình không biết, hoặc là mình không thể tiếp cận được. Thì đấy là một cái bộ phim đấy nói về một cái giai đoạn mà phải đàm phán kéo dài nhất trong lịch sử của Việt Nam, và trong hình như là nó phải kéo dài từ năm 56 cho đến tận năm 80 khoảng đấy, tức là một trong những cái cuộc đàm phán dài nhất và kéo theo rất nhiều những cái thứ bên cạnh các cái sự kiện đấy, nó là giữa hai bên. Thì mình xem cái bộ phim đấy bởi vì nó là phim tài liệu nên nó có tất cả các cái thông tin, mình nghĩ là nó khá chân thực, và nó là một phim nhìn từ hai phía, nó có cả những cái cuộc đàm phán công khai và những cuộc đàm phán bí mật. Và mỗi một lần như thế thì tại sao nó kéo dài như thế là vì nó không ai đi đến được cái thỏa thuận nào cả. Và sau mỗi một lần không đi được thỏa thuận thì nó sẽ kéo theo rất nhiều các cái vụ việc giữa hai bên, có thể
là thảm sát, có thể là kéo theo ném bom hay là những cái trận chiến, và nó hoàn toàn kinh hoàng với mình. Thì mình nghĩ đấy là một cái nó cũng ấn tượng, và nó là một cái cú hích để cho mình nghĩ mình phải làm cái gì đấy liên quan đến cái chủ đề đấy. Bởi vì có thể là trước đây mình còn trẻ, mình cũng không quan tâm nhiều đến lịch sử. Nhưng mà sau này thì bắt đầu mình để ý, và nó ấy thì mình thấy nó thật là đúng là quá với cả những cái mình tưởng tượng. Thì đấy là có những thứ mình mới nhận ra được là từ những cái thứ mình nhìn thấy nó cái bức ảnh đấy hay là những cái sự kiện nó thuộc về lịch sử đấy, nhưng mà mình không thể nào biết hết được. Có những cái góc khuất, có những cái điểm mù mình không thể biết hết được. Thì đấy là cái gợi ý để cho mình sử dụng chính những cái hình ảnh có sẵn, những cái hình ảnh truyền thông đấy. Thế tại sao ông lại lấy tên là Lam và Bằng Dòng? Cái Lam đầu tiên nó là True Blue. Theo kiểu như mình hiểu về tiếng Anh thì nó là một màu xanh đích thực. Thì nó có mấy thứ là sau khi vẽ nhìn lại thì tất cả mình hay dùng màu xanh để ghê. Là một. Thứ hai nữa, cái màu xanh đấy nó cũng đem theo khá nhiều ý nghĩa. Màu xanh đấy nó có cả hy vọng cũng là cái màu xanh đấy, mà nỗi buồn cũng là cái màu xanh đấy. Và mình thấy nó có một cái gì đấy nó liên kết được với cả cái mình định nói ra trong cái đấy, là nó luôn luôn có hai cái mặt đấy. Thì nó đấy là cái bước đầu. Thế còn cái Vàng Dòng nó là chu gôn, thì cũng phát triển từ cái chu đấy. Thì mình nghĩ là nó là một cái gì đấy sự thật. Hai cái triển lãm đấy nó là cái quá trình mình tìm hiểu về lịch sử, nó có những cái điểm rất tương đồng với nhau. Nhưng mà nếu mà xem kỹ thì nó cũng có chút khác biệt. Ví dụ như ở Lam là mình cũng sử dụng những cái bức ảnh cũ, và gần như là mình thêm các cái chi tiết của các cái công nghệ số của digital để che phủ cái hình ảnh có sẵn, cái hình ảnh mà mình lấy được ở trong các cái truyền thông. Nhưng mà sau đến cái True Gold thì mình cũng sử dụng các cái hình ảnh đấy, nhưng đã được chuyển theo một cái cách nhìn mình nghĩ nó phong phú hơn, tức là mình không còn bị phụ thuộc vào cái hình ảnh ban đầu. Mình hầu hết là chuyển nó sang cái thứ âm bản. Và gần như là các bố cục của hình ảnh, cái tỷ lệ là được xoay dọc lên phần nhiều là như thế. Chứ còn cái triển lãm Lam là vẫn sử dụng nguyên cái hình ảnh ban đầu. Thì nó cũng là cái cách để mình nghĩ về một cái cách nhìn khác, hoặc là cách tiếp cận với cái hình ảnh lịch sử. Nó giống như là một cái phim slide, hoặc là cái phim chụp x-quang, hoặc là cái lịch sử đấy được thay đổi cái khuôn mẫu để tất cả nó trở thành cái bố cục dọc. Nó cũng là một cái cách mà người ta nhìn nhận lịch sử theo một cái lối nhìn nào đấy. Thì đấy là cái mình có kèm theo như thế. Và một chút nữa là cái sử dụng cái chất liệu vàng ở trong tranh, nó gồm có cả vàng của nhũ và vàng thật. Tức là nó cũng không phải sử dụng nguyên vàng không, mà nó có cả vàng giả và vàng thật. Thì đấy là những cái mà có thể nhận biết được. Thế còn hai câu chuyện thì nó cũng khác nhau. Một câu chuyện về hầu hết là các cái cuộc đàm phán, các cái họp mà nó có liên quan đến trong lịch sử của Việt Nam.
và cái câu chuyện của cái Chu Gôn là cái bắt đầu chuyển sang cái mà người ta đi tìm đến cái sự tự do, tìm đến cái sự trung thực, tìm đến cái gì mà người ta hướng đến hơn, là cái tâm, một cái là chủ động, một cái là bị động hơn. Thì đấy là hai cái khác nhau. Và bắt đầu sang cái triển lãm Chu Gôn thì mình có kết hợp một chút với cái một số các cái đồ vật, một số các cái phương tiện khác chứ không phải chỉ tranh không. Ví dụ là mình sử dụng các cái đèn LED, đèn neon, hay có một cái trong đấy có thêm một cái lá cờ, mình có làm thêm. Thì đấy là những cái, hoặc sau này một cái triển lãm Chu Gôn tiếp theo, thực ra cái Chu Gôn mình làm đến 3 lần, từ 3 chương. Cái mà chị Quỳnh xem nó là chương 1, là cái cách mà người ta tìm đến với tự do. Và mình dựa theo cái chương trình là Passage to Freedom, tức là sang phía tự do, cũng là cái một cái chương trình của cái năm 56 đấy, 54, 56 này đấy, mà người Pháp và người Mỹ để cho người di cư của miền Bắc vào Nam. Thì mình dùng cái chương trình đấy cho một cái, chính là dùng cái đèn neon. Cái đèn neon thì nó là một cái thứ quảng cáo cho của những của cả thế giới cũng như là ở Việt Nam những cái năm gần đây, để cho người ta được bắt mắt một cái thứ quảng cáo. Thì mình sử dụng cái cách nghĩ như thế để thu hút cái mắt nhìn cho sau này. Năm 2020 này thì đại dịch có ảnh hưởng gì đến cái công việc của mình không? Ảnh hưởng rất nhiều. Rõ ràng là nó làm cho mình thấy bất an, rõ ràng làm cho mình thấy không an toàn. Và cái năm nay nó lại còn có cả cái bầu cử ở Mỹ, nó cũng làm cho mình nhận ra được rất nhiều thứ về truyền thông, và mình cũng ngay để ý đến việc đấy, và mình thấy bây giờ là một cái thứ mà mình chẳng tin được cái gì cả. Qua cái bầu cử Mỹ, qua cái dịch bệnh, thì mình thấy là cái sự tồn tại của con người rất là mong manh. Và cái niềm tin gần như là không có. Mình không biết được là phe nào đúng nữa, không biết mình nên chọn về phe nào. Giống như trước thì mình chọn là sang bên phía của tự do, thì bây giờ thật sự là hoang mang vô cùng, bởi vì cái truyền thông nó làm cho người ta mất hết cả niềm tin. Dịch bệnh cũng thế, thực ra sâu xa cũng có thể có những suy nghĩ làm cho không ai tin được nữa, không thấy chắc chắn vào điều gì cả. Thì mình cũng cái năm nay mình cảm giác là mình cũng không làm được nhiều, nhưng nó cũng gợi cho mình một cái ý tưởng về làm tác phẩm, chính vì cái sự mất niềm tin đấy. Thì mình, cái câu hỏi hoặc là cái mong muốn nhất là làm nào để vượt qua được cái lúc mà khi mà niềm tin không còn, khi mà chân lý không có. Thì thực ra mình đang chuyển các cái tác phẩm của mình, hoặc là mình ấy theo cái cách như vậy. Nó cũng dựa trên một số các thứ, nó chẳng biết có ngớ ngẩn không, nhưng mà mình nhớ lại khi mà còn nhỏ, hay là khi kể cả bắt đầu bước vào cuộc đời, có nhiều thứ mình cũng thấy khó chịu, mình cũng thấy không đúng, và cũng tìm các lời khuyên của người lớn hơn. Thì người ta cứ bảo là, ví dụ như mình vì một lý do đấy mình ghét một ai đấy, những người mà có kinh nghiệm thì thường khuyên mình là vì gì phải ghét họ, có khi bây giờ cứ yêu họ đi thì có khi lại là không thấy khó chịu, không thấy gai mắt nữa, không thấy bức xúc nữa. Thì mình đang sử dụng cái phương pháp đấy cho cái cách suy nghĩ về tác phẩm của mình. Thường là mình bị làm
có thể nó không đúng theo cái cách mà bây giờ mọi người hay ấy là tìm các cái dự án để là mình thường mình hay chỉ tìm cho mình các cái nguồn cảm hứng để mình làm được một công việc nó có thể kéo dài được. Thì đang nói tiếp về cái việc mà mình đang làm cho những cái triển lãm à, cho những cái tác phẩm mới là nó theo cái cách là nó hơi nó giống như cái sự lừa dối. Tức là có thể bạn đưa ra một cái hình ảnh, một cái thông điệp ở trên cái hình ảnh và một cái sự bình luận khác nhau. Thì đấy là mình đang tìm thấy. Hoặc hai cái hình ảnh nó chẳng liên quan gì, nó đặt cạnh nhau mà có thể gợi được một cái điều gì đấy. Thì đấy là cái mình đang cố gắng tìm theo cái lối đấy.